xuống từ lớp bạn anh cứ mấy bạn từ mấy bạn từ đâu mới đang quay tôi con bé đang điểm một lúc chu dâm ở dưới dòng sông sương sương áp lên như một con quái vật bắt đầu bước đi lên phía trước để cho chúng thấy đi vào không mạnh thì trường sẽ đỏ như trái thấp oh my god hands up oh hiện kẻ thù mình chia tay thì ta đâu biết chia tay rồi nên sẽ hoàn tất mình ngủ hay là hoàn tất để trên quay đẹp của mỗi người xuống lên nặng xuống từ lớp bạn anh cứ mấy bạn từ mấy bạn từ đâu mới khi nào mà đi đâu và hát xong rồi mọi người bắt đầu chè lên trên đó, xong cái hút xong rồi bắt đầu hát xong rồi.
hát xong tôi 20 à. Bên sơ thì mình sẽ đến dài dài như này, 4 người. Ok, rồi lúc này là mình sẽ em vừa lên em vừa đúng cái câu vô hút của em này. Subscribe dạ. Ok. Sau nó sẽ đi xuống dần dần luôn. Xong xong hết lưng xong kia hút được luôn. Nhưng mà em ơi, cái này các bạn quay lưng lại không? Đúng, phải quay lưng lại. Quay lưng để thấy bạn cờ. Đoạn cuối quay lưng đẹp hơn, nên bất ngờ hơn. Đoạn cuối là cái đoạn về để chào cái lá cờ ở trên sân khấu á. Quay em nó bất ngờ hơn. Anh ta rất kịp về. Đúng rồi, nhưng mà vấn đề là ở chỗ là các bạn chưa biết cái gì nữa. Dạ, giờ mà em sẽ chỉ đoạn này xuống luôn. Ok, vừa xong cái em đọc cái đoạn ra. Hút cuối. In twice, fall over warrior, hands up. Đúng rồi, là tất cả mọi người mình sẽ quay chung cái đoạn này với em. Giờ phải tính nè mọi người ơi. Ok. Mày chạy ai chạy? Nguyên tim mình.
Đi đâu xong thì đi đâu phải không vai thì em mới coi